Vài triệu năm trước, sự sống trên trái đất đang dừng chân ở thế Pliocene. Sâu bên dưới những đại dương xanh thẳm, có một cơn ác mộng kinh hoàng. Không phải là siêu thú của gao xanh trong Gao Ranger, mà là cá mập huyền thoại Megalodon. Đã có quá nhiều người đồng ý, trong đó có bạn, rằng chúng là một trong những loài săn mồi mạnh nhất từng tồn tại và gần như không có đối thủ trong tự nhiên. Nhưng nếu như bạn search từ khóa Leviathan, thì trên màn hình của bạn sẽ xuất hiện rất nhiều video và bài viết có tiêu đề như cá voi cổ đại Melvillea, cơn ác mộng của siêu cá mập Megalodon, hay quái vật cổ đại có khả năng giết cả siêu cá mập Megalodon. Đây chính là những tiêu đề nổi khi mình search thông tin về Leviathan Melvillea và Autodesk Megalodon trong thời gian mình mới tìm hiểu. Tuy nhiên thì tiêu đề này cũng đã tạo nên một sự cuốn hút nhẹ nhẹ cho người đọc, và các tờ báo cũng đã dùng tiêu đề này sau đó copy văn của nhau rồi đăng trên cùng một nền tảng được gọi là Google. Thế thì việc đặt tên như vậy có đúng hay không? Để trả lời cho câu hỏi này, mời các bạn cùng theo dõi nội dung trong video Leviathan có thực sự săn được Megalodon hay không, với nội dung được viết bởi bạn Xuân Đạt. Nội dung trong video được chúng mình trích dẫn từ nhiều nguồn nên sẽ không tránh khỏi những sai sót. Nếu có thông tin gì cần bổ sung góp ý, các bạn cứ bình luận bên dưới. Còn bây giờ thì hãy ấn like, subscribe và ấn chuông ủng hộ Ultraxa. Rồi chúng ta cùng đến với những nội dung chính của video ngày hôm nay thôi nào. Autodesk Megalodon có nghĩa là răng lớn, thường được gọi là Megalodon, là một loài cá mập thu khổng lồ đã tuyệt chủng. Trước đây được cho là thành viên của họ Lemnidae và là họ hàng gần của cá mập trắng lớn các Carodon, các Carias, nhưng đã được phân loại thành họ Autodontidae đã tuyệt chủng, tách ra khỏi cá mập trắng lớn và đầu kỳ phân trắng. Do bằng chứng hóa thạch còn hạn chế, thông tin chi tiết về kích thước thật sự, hình dáng và các đặc điểm của loài cá mập lớn nhất thế giới này vẫn còn gây nhiều tranh cãi. Megalodon được phân loại là cá mập thu, điều này cho thấy hình dáng tổng thể của nó sẽ tương tự với các loài cá mập điển hình mà chúng ta biết ngày nay. Về ngoại hình, Megalodon được so sánh với nhiều loài cá mập khác nhau, bao gồm cá mập trắng lớn, cá mập voi và cá mập hổ cát. Các nhà khoa học vẫn còn tranh cãi về việc liệu nó có thực sự giống với bất kỳ loài cá mập nào trong số này hay không. Megalodon có thân hình thon dài, thon dần về phía đuôi và có những chiếc vây mạnh mẽ giúp nó di chuyển nhanh trong nước. Megalodon sống vào đại tân sinh, từ đầu thế Miocene đến thế Pliocene. Khoảng thời gian này là khoảng 23 đến 3,6 triệu năm trước. Vào đầu thế Miocene, trái đất có khí hậu tương đối ấm áp, nhưng dần dần trở nên lạnh hơn khi đến thế Pliocene. Những thay đổi về nhiệt độ này có thể ảnh hưởng đến sự phân bố và số lượng của nhiều loài sinh vật biển, bao gồm cả Megalodon. Biến đổi khí hậu cũng có thể góp phần vào sự tuyệt chủng của nó. Sự sắp xếp của các lục địa và dòng hải lưu cũng thay đổi đáng kể trong đại tân sinh. Leviathan là một chi động vật có vú biển thời tiền sử sống vào thế Miocene khoảng 12 đến 13 triệu năm trước. Hóa thạch được bảo quản tốt nhất của loài cá voi cổ đại này được phát hiện ở Peru vào năm 2008. Tuy nhiên, người ta cũng tìm thấy những mảnh vỡ còn sót lại ở nhiều địa điểm khác nhau tại cả Nam và Bắc Mỹ. Leviathan là loài săn mồi đỉnh cao của vùng biển Miocene. Tên chi này ám chỉ đến Leviathan, quái vật biển trong kinh thánh. Loài này có kích thước gần bằng cá nhà táng hiện đại nhưng có hàm răng khổng lồ cùng nhiều đặc điểm khác, cho thấy chúng có thể săn các loài động vật biển lớn, bao gồm cả các loài cá voi. Loài cá nhà táng cổ đại này rất khác biệt so với các họ hàng hiện đại của nó. Do đó, việc nghiên cứu đó có thể cung cấp một số sự hiểu biết thú vị về cách các nhóm động vật có vú biển này sinh sống và quá trình tiến hóa dẫn đến hình dạng hiện tại của nó. Leviathan có nhiều điểm tương đồng về mặt hình thái với cá nhà táng. Nó có thân hình khỏe mạnh và thon dài, chứng tỏ nó hoàn toàn thích nghi với đời sống dưới biển. Răng của Leviathan lớn hơn răng của khủng long bạo chúa tới 2 lần, khiến chúng trở thành loài có răng cắn lớn nhất trong số các loài sinh vật từng được biết đến. Những chiếc răng hình nón và hơi cong về phía sau, rất lý tưởng để cắn và giữ chặt con mồi. Hộp sọ chắc khỏe của loài cá nhà táng này có cơ hàm lớn gắn liền, cho phép nó tạo ra lực cắn đáng kể khi săn mồi. Leviathan thuộc họ Physeteridae, một nhóm cá voi có răng bao gồm cá nhà táng hiện đại và cá nhà táng lùn. Tổ tiên của cá voi, cá heo và cá heo chuột hiện đại lần đầu tiên xuất hiện vào thế Eocene cách đây khoảng 50 triệu năm. Cá nhà táng tách khỏi nhóm này trong thế Oligocene. Hóa thạch cá nhà táng sớm nhất từng được biết đến có niên đại khoảng 25 triệu năm trước. Leviathan đại diện cho một nhánh quan trọng trong kỳ tiến hóa. Tuy nhiên, nó cũng thể hiện một số đặc điểm về hình thái và khả năng thích nghi độc đáo. Vậy lý do vì sao Leviathan được mang ra so sánh và đặt giả thuyết rằng nó là đối thủ và là loài đã săn lùng Megalodon? Hãy đến với phần tiếp theo của video để chúng ta tìm hiểu thêm nhé!
Như mình đã điểm qua các tiêu đề đầu báo ở phần đầu video, thì thực ra việc đặt tiêu đề này mình cũng hiểu theo nghĩa chính là Leviathan là đối thủ hay kẻ thù của Megalodon và là loài động vật chuyên đi săn Megalodon. Nó diễn ra rất nhiều, đến đổ đã trở thành cơn ác mộng. Tương tự như ở thời điểm hiện tại, người ta từng gọi cá vô giác thủ là cơn ác mộng của cá mập trắng lớn. Vậy thì thực hư mối liên hệ giữa hai loài này là như thế nào? Là kẻ săn mồi và câu mồi hay là đối thủ cạnh tranh ngang hàng với nhau? Sau đây là một vài lập luận dựa trên góc nhìn cá nhân của mình, nên các bạn lưu ý nhé. Thông qua tiêu đề mà các tờ báo hay dùng, chúng ta có thể hiểu họ đang nói đến mối quan hệ giữa Megalodon và Leviathan là mối liên hệ giữa con mồi và kẻ săn mồi. Tuy nhiên, thì mình thấy quan điểm này khá là thiếu căn cứ. Trước hết, để lý giải cho vấn đề những tờ báo giật gân này, mình nên xem xét mọi chuyện xuất phát từ đâu. Trong truyền thông, Megalodon xuất hiện rất nhiều trên mạng xã hội, thậm chí là tiểu thuyết, phim ảnh hay truyện tranh. Điều này sẽ khiến cho nhiều người cảm thấy nhàm chán với sinh vật này. Họ dừng tìm kiếm đối thủ nào có thể cạnh tranh và chiến thắng được Megalodon hay không. Kể từ khi Leviathan được phát hiện, sự kiện này ngày càng trở nên rầm rộ và loài siêu cá nhà táng này được đón nhận rất nhiệt tình, khi nhiều người tin rằng nó sẽ là loài động vật có thể đánh bại được siêu cá mập Megalodon để giảm đi sự nhàm chán. Giống như việc nhiều người cố tìm một loài khủng long xứng tầm, đủ mạnh để hạ bệ khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex chẳng hạn. Nên vì vậy, các tờ báo đã tận dụng tốt điều này rồi họ viết và viết, viết bất chấp. Kết quả là nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ công chúng. Thứ hai, nhiều người tin rằng Leviathan thường xuyên săn Megalodon là vì cá vô giác thủ ngày nay cũng săn cá mập trắng. Siêu cá nhà táng cũng có đôi nét tương đồng với cá vô giác thủ và Megalodon cũng có nét tương đồng với cá mập trắng. Vậy nên họ tin rằng Megalodon và Leviathan cũng tương tự. Thế nhưng nếu xét kỹ thì không phải như vậy. Về kích thước, một con cá mập trắng lớn có thể nặng đến 2 tấn. Con lớn nhất từng được ghi nhận dài tới 7 mét và nặng 3,3 tấn. Còn con cá vô giác thủ có thể nặng đến 6 tấn, nhưng con cá vô giác thủ lớn nhất từng được ghi nhận nặng đến 10 tấn, vượt xa so với cá mập trắng. Cá vô giác thủ rõ ràng là chiếm ưu thế về mặt sức mạnh. Hơn nữa, cá vô giác thủ thường săn những con cá mập trắng có kích cỡ nhỏ hơn chúng nhiều, và cá vô giác thủ thường chơi trò tấn công bất ngờ và chúng cũng không muốn bị thương nếu đối đầu trực diện. Nhưng có trường hợp hai con cá vô giác thủ phải mất rất nhiều thời gian mới có thể hạ được một con cá mập bò bé hơn chúng nhiều, vì con cá mập bò đã phát hiện và phản công chúng. Ngoài ra, cá vô giác thủ cũng thường săn cá mập trắng bằng cách đánh hội đồng. Còn Leviathan và Megalodon thì sao? Trên thực tế, xét từ kích thước đến chuỗi thức ăn thì rõ ràng là bộ đôi này khác xa so với hai loài mình nói bên trên. Vì nên mình không thể dùng quan điểm bất cầu này để khẳng định. Vậy dinosaur như thế nào? Đầu tiên là về kích thước. Theo các nghiên cứu mình tìm được thì Megalodon to hơn Leviathan rất nhiều. Thế nhưng dạo gần đây, kích thước của Megalodon lại có một sự biến đổi kha khá và đang gây ra rất nhiều tranh cãi về việc liệu cơ thể của nó có dài thêm hay không. Và điều này lại cho thấy nguy cơ Megalodon sẽ được tăng thêm kích thước, dù kích thước cũ là dài tối đa 20,3 mét và nặng 106,1 tấn, đã cho thấy nó là một trong những sinh vật lớn nhất đã bị tuyệt chủng rồi, nhưng lần này có khả năng được tăng thêm. Thứ hai là về vai trò, cấp bậc trong hệ sinh thái. Các loại như cá kình, gấu bắc cực và cá mập trắng lớn thời nay là những loài săn mồi đỉnh cao nhất trong thế giới động vật, ở bậc 4,5 trên thang đo của bậc dinh dưỡng, với bậc 5 là cao nhất. Nhà địa chất học Jeremy McCormack đã nghiên cứu dựa vào các răng của Megalodon và sử dụng phương pháp phân tích động vị kẽm và khám phá ra Megalodon đứng cùng bậc với cá mập trắng trong bậc dinh dưỡng, tức là bậc 4,5. Nhưng trong số các chiếc răng được nghiên cứu, có cả những chiếc răng của cá thể chưa trưởng thành, nên kết quả còn có thể cao hơn nữa. Một nghiên cứu xuất bản sau Jeremy McCormack vài tháng của Emma Cass, một nhà nghiên cứu sinh tại khoa khoa học trái đất thuộc Đại học Cambridge, cũng nghiên cứu răng của Megalodon, nhưng khác ở chỗ dựa trên phương pháp phân tích động vị nitơ 15 và chỉ nghiên cứu răng của các cá thể trưởng thành. Nghiên cứu cho thấy sự cạnh tranh giữa Megalodon và các loài Physeteroid có lẽ phổ biến hơn mọi người nhận ra. Dựa trên phương pháp động vị nitơ 15, Megalodon trung bình ở bậc lên đến 6,5, thì cao hơn 2 bậc so với những kẻ săn mồi hàng đầu hiện nay và cao hơn đến 1,5 bậc so với bậc tối đa trên thang đo hiện đại. Nếu đạt được bậc cao như thế này, Megalodon thường sẽ phải ăn thịt các loài động vật rất lớn. Nghiên cứu của Jeremy Martin có thể sẽ có kết quả khớp với nghiên cứu của Emma Cass hơn là nghiên cứu của Jeremy McCormack. Mặc dù nghiên cứu sử dụng phương pháp động vị canxi, nghiên cứu cũng nhận thấy rằng Megalodon ở bậc dinh dưỡng cao hơn cá mập trắng. Kết quả sơ bộ từ một nghiên cứu khác cũng sử dụng động vị canxi cũng nhận thấy rằng Megalodon ở bậc dinh dưỡng cực kỳ cao. Megalodon còn phi thường hơn nhiều so với những gì chúng ta tưởng.
Một số người lập luận rằng ăn thịt đồng loại có thể là một lời giải thích vì sao Megalodon lại đạt đến bậc cao như vậy. Vì cá mập hiện đại cũng là loài ăn thịt đồng loại, nhưng xét thấy rằng chúng sinh sản chậm và trưởng thành muộn, nên việc ăn thịt đồng loại để đạt được bậc cao như vậy từ nó sẽ không khả thi. Nghiên cứu của Gilbert thì cho rằng các loài Physeteroid có kích thước như cá kinh, Zygophysiter, Physeterula là con mồi thường xuyên cùng Megalodon và Leviathan. Nhưng nếu chỉ săn mỗi những loài Physeteroid cỡ này thì sẽ chỉ giúp Megalodon đạt đến bậc 5,5 là cùng. Về cơ bản, điều này có nghĩa là Megalodon trưởng thành có thể đã không chỉ săn các loài động vật cỡ cá kinh, mà còn là những loài động vật lớn, bao gồm phạm vi kích thước của Leviathan là khá thường xuyên. Dù bất kể Megalodon đứng ở bậc nào, không thể phủ nhận rằng đó là loài động vật săn mồi đỉnh cao, có vai trò quan trọng với đại dương và có tác động rất lớn đối với đại dương thời bấy giờ. Nhưng nghiên cứu sinh Jack Cooper đã chỉ ra, cùng với nhau, kết quả của chúng tôi cho thấy Megalodon đóng một vai trò sinh thái quan trọng như một loài siêu ân thạch xuyên đại dương. Do đó, sự tuyệt chủng của nó có thể tác động lớn đến việc vận chuyển chất dinh dưỡng và mạng lưới thức ăn dinh dưỡng toàn cầu. Vậy theo như những thông tin mình trích dẫn bên trên thì có nghĩa, trong thời kỳ sinh sống của mình, Megalodon chính là kẻ săn mồi đỉnh cao thực sự. Và nếu nghiên cứu là đúng thì điều này có nghĩa Leviathan cũng chỉ là con mồi của Megalodon. Và mối quan hệ giữa Leviathan và Megalodon là mối liên hệ giữa con mồi và kẻ săn mồi, giống như các tờ báo lá cải đề cập nhưng lại khác nhau về vị trí của hai con. Nên những tờ báo đặt tiêu đề như kia chỉ mang tính chất câu view chứ không hề có căn cứ. Mặc dù nghiên cứu rất hợp lý, nhưng thực tế chưa có bất kỳ một hóa thạch khảo cổ nào cho thấy Megalodon tấn công những con Leviathan cả. Vì hóa thạch của Leviathan còn rất ít ỏi. Thế nhưng, hiện nay đã ghi nhận những hóa thạch của những con cá nhà táng cổ đại cùng họ với Leviathan bị những con cá mập thuộc họ hàng của Megalodon tấn công. Cụ thể là những mẫu vật răng chưa xác định được loài, nhưng có kết cấu rất giống với một loài cá voi có cùng anh em với Leviathan. Và trên những mẫu vật này có những vết răng của cá mập. Theo suy đoán của các nhà khoa học, thì những chiếc răng này là thuộc về một loài cá mập thuộc chi Megalodon, có thể là Otodus Megalodon hoặc là Otodus Chubutensis. Và con cá mập đã tấn công vào hàm của một con cá nhà táng cổ đại có kích thước tương đương nó. Vì nên không có gì lạ khi Megalodon cũng có thể tấn công những con Leviathan trưởng thành theo cách này. Trở lại với câu hỏi đầu video, liệu Leviathan có thực sự săn Megalodon hay không? Theo mình là có. Bởi lẽ đối với những kẻ săn mồi thì chúng tấn công và ăn thịt lẫn nhau là có. Nhưng nó không mang tính giật gân như những tờ báo lá cải hay mấy kênh YouTube trong giang hồ đồng đại. Leviathan vẫn có thể tấn công những con Megalodon chưa trưởng thành và tránh né những con Megalodon đã trưởng thành vì sức mạnh của những con Megalodon là rất lớn. Ngược lại, những con Leviathan trưởng thành hoàn toàn có thể là mục tiêu, là những con mồi chất lượng mà Megalodon nhắm tới. Vừa rồi là một vài quan điểm của Ultrasia chúng mình về những bài viết đấu răng Leviathan Alchin Megalodon như các bạn thấy trên mạng xã hội. Lần nữa mình xin nhắc lại đây chỉ là quan điểm cá nhân. Các bạn có thể tham gia thảo luận với chúng mình ở phần bình luận nhé. Nếu thấy video này hữu ích thì để lại một like, một subscribe để ủng hộ thành quả lao động của chúng mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau.